Một số vị trưởng lão nói Niết Bàn là thường không còn khổ nhưng vẫn là vô ngã. Liệu khi họ nói điều này họ đã chạm tới Niết Bàn chăng và có thực Niết Bàn là vô ngã? Nói như thế này, Đức Phật nói các pháp hữu vi là vô thường. Tức là những cái pháp gì mà nó do duyên mà có thì nó là vô thường. Còn cái Niết Bàn á, nếu mà nói cho đúng, không thể gọi là thường được. Bởi vì nó nằm ngoài, lìa ra khỏi cái khía cạnh ngôn ngữ. Chúng ta nói là có, nó cũng sai, mà nói không có, nó cũng sai. Nó vượt ra khỏi cái khía cạnh ngôn ngữ. Mà cái người mà mô tả nó nói quá nhiều thì càng hiểu nó càng sai lầm. Đức Phật chỉ nói như thế này, vô tham, ly tham là Niết Bàn. Nói là cái gì? Ái diệt, xin lỗi, ái diệt là Niết Bàn. Ái diệt là Niết Bàn. Đức Phật chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như chúng ta hỏi sâu hơn nữa thì đó là lỗi của người hỏi. Mà giải thích nhiều hơn nữa là lỗi của người nói, cho nên cái vị trưởng lão này giải thích nhiều hơn nữa thì bản thân là càng giải thích người ta càng hiểu lệch lạc đi. Chỉ cần hiểu đơn giản ái gì là Niết Bàn, còn anh muốn biết như thế nào thì làm ơn anh tu tập để anh chứng đạt tới chỗ đó. Và khi mà sư nói về Niết Bàn như vậy, ngay cả bản thân sư không có nghĩa là sư đã chạm đến Niết Bàn. Bởi vì một khi một vị mà dám tuyên bố là vị ấy đã chạm được vào Niết Bàn ấy, tức là vị ấy đã nhập vào dòng thánh, tối thiểu là dự lưu, tức là sơ quả. Cho nên phải vô cùng cẩn thận cái lời nói này nhé. Mà chỉ có thể dùng những cái kiến thức được học trong kinh tạng Đức Phật nói như thế nào, chư vị thánh tăng nhân nói như thế nào thì sư chỉ tường thuật đúng là y chang như thế đó, tức là Đức Phật và chư vị thánh tăng nói ái diệt là Niết Bàn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhiều vị nói là ngay cả một cái ly cà phê mà mình còn không thể mô tả cho người không có uống cái ly đó hiểu được cái mùi vị cà phê thì huống chi là cái pháp chân đế như là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn ấy là một cái mà càng giải thích là càng sai, càng giải thích là càng đi trật. Anh muốn biết Niết Bàn là gì, làm ơn anh tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc, ngũ căn, ngũ lục lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Khi anh chứng đạt được sơ quả thì anh tự khắc biết được Niết Bàn là cái gì ha.